qua đây là một cái thùng rau cải chip mà chúng tôi trồng cách đây 1.5 tháng rồi. Tất nhiên là cải chip thì đây là trong điều kiện nhà lưới, nhà màng đầy đủ hết. Đấy, thì hôm nay là chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách khai thác cái rau này. Cái cải chip thì vẫn lên được, nhưng mà nó sẽ hơi dài một chút. Đấy là cái phương pháp gieo của nó, là phương pháp gieo rắc thẳng hạt bên bề mặt. Thì đây chúng ta có được những cái cây cải chip này. Đấy là đẹp. Đấy là chúng ta nhổ lên, sau chúng ta lấy kéo chúng ta cắt tỉa. Cần cắt bỏ phần này. Thì bây giờ chúng ta cắt tỉa bớt cả những phần phần rễ này. Chúng ta cắt tỉa ngoài. Đã cho vào rổ này. Đấy, cho rổ. Cái này tương tự như vậy. Chúng ta cắt bỏ cái phần này. Đấy, nó sẽ được như này. Đấy. Chúng ta vơ cả nấm này. Chúng ta cắt bỏ cái phần gốc này đi. Chúng ta tiếp tục rồi. Đấy, cái cây cải chip này nó đây, cái cây nó đã to như này, nhưng mà cái phần rễ do là mình để 1.5 tháng cho nên là cái phần rễ này nó rất là dài. Đó, mình cắt vào đi, cái này nó sẽ hơi cứng. Mình vừa là 1 tháng là đã ăn được rồi. Thì sau khi mà chúng ta khai thác xong cải chip, chúng ta sẽ thử toàn bộ ngay lập tức. Thì tốt nhất là như thế, có nhiều bạn thì lại nó sẽ trở thành cái đấm mốc cho cây, cho cái phần chủ thế. Thì đấm mốc nó sẽ là cái loài bình thường, nó sẽ xuất hiện để tiêu hóa những cái sơ sinh học này. Và nó tận dụng bớt cái protein thôi mà. Nên là chúng ta để chúng ta sẽ làm hết đi. Sau đó chúng ta rút hết ra đi. Rút hết phần chuột quế lại. Đấy. Cái phần này ấy, thì sau khi mà chúng ta nhổ lên ấy, chúng ta cho một cái thùng. Đấy, chúng ta sẽ cho nước vào trong. Chúng ta để ghi em là hoặc là cái men vi sinh của chúng tôi. Men vi sinh do chúng tôi liên kết với viện khoa công nghệ sản xuất. Sau đó khoảng 20 ngày chúng ta sẽ có cái phân bón hữu cơ, phân xanh ấy. Từ những cái xác thực vật. Đây là hết rồi đây. Nên sau đó chúng ta cái này bổ sung phân chuột quế lên trên và chúng ta gieo hạt. Hết sạch, không được làm gì. Phần này chúng ta sẽ cho vào một cái thùng xốp khác. Xin chào mọi người, quý vị đã quan tâm theo dõi.